Phụ bài số 10. Nghi thức thọ bát quan trai giới. Theo pháp thọ bát quan trai giới, người thọ giới phải đến chùa cầu một thầy tỳ kheo trai giới thanh tịnh truyền cho. Về nghi thức có thầy truyền giới thì thứ lớp rất nhiều. Ngoài trường hợp trên, nếu không có thuận tiện để cầu thầy truyền cho thì phương tiện tự mình đối trước tượng Phật theo phép như sau đây mà tự thọ. Một điều cốt yếu, trước khi thọ giới, giới tử phải sắp đặt chuyện nhà có người thay thế, không còn lo nghĩ việc gì ở thế gian cả, để cho tâm trí yên tịnh. Như thế thì 24 giờ thọ giới mới được nhiều ích lợi. Muốn được lợi ích nhiều, giới tử nên vào chùa thọ bát quan trai giới tốt hơn. Trước khi thọ giới, phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, mặc áo tràng tề chỉnh, đến trước bàn thờ Phật, thắp ba cây hương rồi quỳ xuống, đọc bài cúng hương. Bài cúng hương: nguyện thử diệu hương dân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thinh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sanh, giai phát Bồ đề tâm, diễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Xá ba xá, tiếp tục đọc bài khẩn nguyện. Bài nguyện: tư thời đệ tử, tên họ gì, pháp danh gì, kim nhật quy đầu tam bảo, phát nguyện thọ trì bát quan trai giới, nhất nhật nhất dạ, di nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, từ bi gia hộ đệ tử thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành. Xá, đứng dậy cấm hương xướng lễ. Nhất tâm đảnh lễ, tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Một lạy: nhất tâm đảnh lễ ta bà giáo chủ, điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Một lại: nhất tâm đảnh lễ Lạc Bang giáo chủ, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Một lạy, đứng dậy chắp tay tụng bài đại bi. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Ba lần: thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Đô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia Ma Ha Tát Đỏa Bà Gia Ma Ha Kaloni Ca Gia Án Tát Bàn Ra Phạt Duệ Số Đát Na Đát Tả Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế Tất Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thệ Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phạt Đạt Đậu Đát Điệt Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đài Dựng Cu Lô Cu Lô Kiết Mông Đổ Lô Đổ Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Mạ Mạ Phạt Ma Ra Mục Đế Đệ Y Hê Di Hê Thất Na Thất Na A Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Sa Phạt Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Rị Ta Ra Ta Ra Tất Rị Tất Rị Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Rị Dạ Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Ni Na Ba Dạ Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha
Tất Đà Vũ Nghệ Thất Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha, Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha, Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha, Tất Ra Tăng A Mục Khê Gia Ta Bà Ha, Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha, Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha, Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ Ta Bà Ha, Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ Ta Bà Ha, Ma Bà Lợi Thắng Kiết Ra Dạ Ta Bà Ha, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha, Án Tác Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Ba lần quỳ xuống chắp tay đọc bài sám hối. Bài sám hối: đệ tử đã làm các nghiệp ác, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả đệ tử xin sám hối. Đọc ba lần rồi đứng dậy. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đọc ba lần lạy ba lạy. Lạy xong quỳ xuống chắp tay đọc bài phát nguyện thọ bát quan trai giới. Bài phát nguyện thọ giới: một là nguyện giữ giới không sát sanh. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không sát hại các loại sanh vật, tự mình không sát hại, không bảo người sát hại, hoặc thấy người khác sát hại cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Hai là nguyện giữ giới không trộm cướp. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không trộm cướp của cải mọi người, tự mình không trộm cướp, không bảo người trộm cướp, hoặc thấy người khác trộm cướp cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Ba là nguyện giữ giới không dâm dục. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không phá phạm hạnh, không dâm dục, tự mình không phá phạm hạnh, không bảo người phá phạm hạnh, hoặc thấy người khác phá phạm hạnh cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Bốn là nguyện giữ giới không nói dối. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không nói dối, tự mình không nói dối, không bảo người nói dối, hoặc thấy người khác nói dối cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Năm là nguyện giữ giới không uống rượu. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không uống rượu, tự mình không uống rượu, không bảo người uống rượu, hoặc thấy người khác uống rượu cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Sáu là nguyện giữ giới không trang điểm và ca hát. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không đeo bông, xoa hương, ca sướng múa hát, tự mình không trang điểm ca hát, không bảo người trang điểm ca hát, hoặc thấy người khác trang điểm ca hát cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Bảy là nguyện giữ giới không nằm ngồi giường cao tốt. Đệ tử trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không nằm ngồi giường cao tốt, tự mình không nằm ngồi giường cao tốt, không bảo người nằm ngồi giường cao tốt, hoặc thấy người khác nằm ngồi giường cao tốt cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Tám là nguyện giữ giới không ăn phi thời. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không ăn phi thời, tự mình không ăn phi thời, không bảo người ăn phi thời, hoặc thấy người khác ăn phi thời cũng không sanh tâm vui mừng. Một xá. Đứng dậy xướng ba lần. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Mỗi lần một lạy, đứng dậy chắp tay tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá Lợi Tử,
thì chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa, cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Giảng sanh thần chú. Nam mô A Di Đà bà dạ, đa tha và đa dạ, đa điệt dạ tha. A Di Rị Đô bà tỳ, A Di Rị Đa tất đam bà tỳ, A Di Rị Đa tỳ ca lang đế, A Di Rị Đa tỳ ca lang đa, và di nị và già na chỉ đa ca lệ ta bà ha. Ba lần. Tiêu tai kiết tường thần chú. Nẫn mồ tam mãn đa mẫu đà nẫm, A Bát ra đề, hạ đa xá ta nạn nẫm đát điệt tha. Án khê khê, khê hế hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, Bát ra nhập phạ ra, Bát ra nhập phạ ra, đệ sắc xá, đệ sắc xá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, tiếng đề ca, thất rị duệ, ta bà ha. Ba lần. Hồi hướng. Thọ giới công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ, nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Một lạy. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Một lạy. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Một lạy. Xá ba xá, lui ra. Nghi thức thọ trai. Ngồi tề chỉnh, tay trái co ngón giữa ngón áp, còn ba ngón dựng thẳng, để chén cơm lên. Tay mặt kiết ấn cam lồ, ngón cái bên tay phải đè lên ngón áp út, để dựa ngang phía trong miệng chén rồi xướng. Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, cực lạc thế giới A Di Đà Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, đại trí dân thù Sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, tam đức lục vị cúng Phật gặp tăng pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường nhược vạn thực thời, đương nguyện chúng sanh thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Cúng dường rồi để bát xuống. Xuất sanh. Lấy cái chén nhỏ múc chút nước, để trong lòng bàn tay trái, gấp bảy hột cơm để trong chén, tay mặt kiết ấn cam lồ, đặt trên chén cách một tấc, mặc niệm.
pháp luật bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương, phổ thí châu sa giới, án độ lợi ích tóa ha. 7 lần tay bất ấn viết bóng 2 chữ án lam, rồi khẩy móng tay trên chén 3 lần, đưa thị giả đem ra trước để trên một cái bàn nhỏ, đọc kệ chú: Đại bàng kim sĩ điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, án mục lực lăng tóa ha. Đọc 7 lần. Bưng chén cơm, hai tay, mỗi tay co 2 ngón sau, còn 6 ngón bưng chén cơm ngang trán, đọc thầm: Chấp trì ứng khí đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp thí thọ thiên nhân cúng, án chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra. Đọc 3 lần. Tam đề, ăn 3 miếng đầu tiên. Miếng thứ nhất niệm thầm: Nguyện đoạn nhất thiết ác. Miếng thứ hai niệm thầm: Nguyện tu nhất thiết thiện. Miếng thứ ba niệm thầm: Thệ độ nhất thế chúng sanh. Trong khi ăn phải tưởng 5 pháp quán này: Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng di tông, tứ chánh sự lương dược dị liệu hình khô, ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực, tước dương chi. Ăn cơm xong xỉa răng đọc chú này: Tước dương chí thời, đương nguyện chúng sanh thân tâm đều tịnh. Án A Mộ và Di Ma Lệ, Nhĩ Phạ Ca Ra, Tăng Du và Nể, Bát Đầu Na, Câu Ma Ra, Nhĩ Phạ Ca Ra, Tăng Thâu Đà Gia, Đà Ra Đà Ra, Tố Di Ma Lệ, Tá Phạ Ha. Đọc 3 lần. Ẩm thủy kệ chú, uống nước đọc chú này: Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Án phạ tất ba ra, ma ni tá ha. Đọc 3 lần. Trai kệ chú, ăn cơm uống nước xong tụng chú này: Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đà, Câu Chi Nẵm Đát Điệt Tha, Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Đọc 7 lần. Sở dị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược dị lạc bố thí, hậu tất đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp. Phục nguyện: Thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ, phổ nguyện hiện tiền tứ chúng phước huệ song tu, một hậu đắc Di Đà thọ ký, âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Lược trích nghi thức thọ trai này để cho các Phật tử tại gia dùng trong khi thọ bát quan trai. Nghi thức xả bát quan trai giới. Sau 24 giờ đồng hồ đúng như giờ thọ giới, người thọ giới thỉnh giới sư lên chùa ngồi một bên, người thọ giới lạy giới sư một lạy rồi quỳ xuống chắp tay bạch rằng: Đại đức một lòng nghĩ, con pháp danh là, đã nguyện thọ bát quan trai giới, giữ trọn một ngày đêm. Bạch đại đức, nay con xin xả giới. Bạch xong, lạy một lạy lui ra. Nếu không có giới sư, tự mình làm lễ xả giới thì nên theo nghi thức sau này: đến trước tam bảo, thắp hương quỳ xuống khẩn nguyện: Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Tư thời đệ tử, tên họ gì? Pháp danh gì?
ư nhất nhật nhất dạ, phát nguyện thọ trì bát quan trai giới, công huân dĩ mãn, nguyện lực châu toàn, nguyện thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị thiện thần từ bi gia hộ, đệ tử sanh sanh đắc cùng Phật Pháp, đắc trị thiện duyên, cập nhất thiết chúng sanh đồng thành Phật Đạo. Một xá đứng dậy. Nam mô Hộ Giới Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xướng ba lần, lạy ba lạy. Đứng dậy tụng Bát Nhã. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ dứt thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đọa y bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đất a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cú tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, nâng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư, cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Giảng sanh thần chú. Nam mô A Di Đà bà dạ, đa tha và đa dạ, đa điệt dạ tha. A Di Rị Đô bà tỳ, A Di Rị Đa tất đam bà tỳ, A Di Rị Đa tỳ ca lang đế, A Di Rị Đa tỳ ca lang đa, và di nị và già na chỉ đa ca lệ ta bà ha. Đọc ba lần. Tán Phật. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật 108 lần. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 10 lần. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 10 lần. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 10 lần. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 10 lần. Quỳ xuống chắp tay đọc bài Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả khổ giai hồi hướng. Thất Phật diệt tội chân ngôn. Ly bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha già đế, chân lăng càng đế ta bà ha. Đọc ba lần. Nguyện chỉ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến dân giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, giảng sanh an lạc sát. Đứng dậy xướng lại. Đệ tử đại dị nhất thiết sư trưởng ân,
chí tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trú Tam Bảo. Một lạy. Đệ tử đại dị nhất thiết phụ mẫu ân, chí tâm đảnh lễ. Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí dân thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Một lạy. Đệ tử đại dị tam đồ thọ khổ, cập pháp giới nhất thiết chúng sanh, chí tâm đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, liên trì hải hội Phật Bồ Tát. Một lạy. Xá ba xá lui. Kỷ luật tu bát quan trai giới trong 24 giờ. 1. Không được ra ngoài phạm vi đại giới, trong vườn chùa hoặc vườn nhà mình. 2. Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng. 3. Bớt nói chuyện, không ăn trầu và hút thuốc. 4. Oai nghi cử chỉ phải giữ gìn cẩn thận. 5. Phải giữ đúng giờ tu tập. 6. Không nên nghĩ đến việc nhà hoặc việc thế tục. 7. Phải nhất tâm niệm Phật. Những ngày thọ bát quan trai giới tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, trong mỗi tháng thọ 1 ngày cho đến 6 ngày, mùng 8, 14, 23, 29 và 30, tháng thiếu thì 28 và 29. Nếu người mắc làm việc thì thọ ngày Chủ nhật cũng được. Nếu Phật tử mỗi lần phát nguyện tu trong 24 giờ, giữ trai giới cho thanh tịnh thì công đức ấy về sau sẽ được quả Niết Bàn. Chương trình tu bát quan trai giới trong 1 ngày 1 đêm 24 giờ. Buổi mai 6 giờ sáng thọ giới, 7 giờ ăn điểm tâm, 8 giờ sám hối, 9 giờ xem kinh, 10 giờ niệm Phật, 12 giờ thọ trai, 12 giờ 30 kinh hành niệm Phật. Buổi chiều 1 giờ 30 chỉ tịnh nghỉ, 3 giờ tụng kinh, 4 giờ xem kinh, 5 giờ niệm Phật, 6 giờ dùng nước, sữa hoặc nước cháo. Buổi tối 7 giờ tịnh độ, 8 giờ học, 10 giờ 15 quán sổ tức, 10 giờ 40 nghỉ, 4 giờ khuya tịnh niệm niệm Phật, 4 giờ 30 công phu, 6 giờ làm lễ xả giới.